Chào quý phụ huynh, các thầy cô đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu. Các con học sinh lớp 10, đang lớp 9 thì vào lớp 10 đúng không cô? Đúng rồi, của Sở Hà Nội vừa trải qua một kỳ thi, kết thúc với các bạn thi hệ thường, đúng không? Và chiều nay các bạn chỉ nấu các môn chuyên nữa. Đúng rồi ạ. Các con vừa làm xong bài môn toán và thầy Trung và cô Loan đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại báo tin thắng chậm từ các con vừa chiến đấu kỳ thi vào 10 của Sở Hà Nội về. Rất là vui thầy. Thực sự đề hôm nay cũng không phải dễ hẳn đâu cô, đúng không? Đúng rồi. Có rất nhiều lỗi nhỏ các con vẫn bị mắc phải. Và hôm nay trong buổi live stream này, thầy Trung, cô Loan và các thầy cô Tô Lê Hà sẽ giải đáp, phân tích và định hướng cho các con xem các con được bao nhiêu điểm, đúng không? Đúng. Và quan trọng là các bạn lớp 8 thì sẽ phải học cái gì khi anh chị vừa trải qua kỳ thi. Các bạn lớp 8 phải xem các con phải nắm bắt kiến thức gì, đúng không? Để đúng con rồi, đúng rồi. Chuẩn bị. Hè này là để thời gian để các con ôn luyện những kiến thức liên quan đến các đề thi, đúng chưa các cô? Rồi, đúng rồi. Và thôi, để không mất thời gian của các con, tôi và cô Thanh Lan sẽ chữa ngay để cô nhìn thầy nhỉ. Vâng, và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy Trung, và thầy Trung và các bạn sẽ cùng nhau xem định hướng câu số 1 và giải câu số 1, và các bạn cùng theo dõi xem là mình đúng ở chỗ nào và sai chỗ nào, cần rút kinh nghiệm ở chỗ nào các bạn nhé. Cảm ơn cô Thanh Lan. Vâng, mình sẽ làm nhanh câu 1. Câu 1 này trong đề thi thì đúng là câu cho điểm rồi. Và ý đầu tiên là tính giá trị biểu thức A khi x bằng 4. Các bạn phải nhớ này, tất cả thầy cô dạy các con đều chú ý rồi. Các con thấy x bằng 4 đúng không? Thì thêm chữ thỏa mãn điều kiện vào. Nhá, thêm chữ thỏa mãn điều kiện. Rồi mới thay vào. Thì x bằng 4 căn x bằng 2. Các con thay vào là có kết quả luôn. Và cái câu B là câu chứng minh. Và câu C là cái câu tìm giá trị lớn nhất. Câu B này thực sự chứng minh rất đơn giản. Các bạn chú ý thầy này. Đây là biểu thức x trừ 1. Đúng không? Thì chính là căn x trừ 1 và căn x cộng 1. Vậy chúng ta có mẫu thức chung là căn x trừ 1 và căn x cộng 1. Vậy chúng ta quy đồng lên. Rút gọn. Kết quả. Xong. Và bây giờ cái câu C. Các con nhìn nhá. Tìm giá trị biểu thức x để P bằng cái này. Đạt giá trị nhất. Vậy chúng ta xem P là cái gì trước. Đúng không? Đây. P của mình sẽ bằng 2 lần A nhân B, đúng không? A là căn x cộng 1 trên căn x cộng 2 nhân B. B rút gọn, kể cả B là lấy cái chỗ rút gọn nhá, là 2 trên căn x cộng 1 rồi cộng với căn x. Đó. Rút gọn này thì chúng ta còn 4 chiên cho căn x cộng 2 cộng căn x. Đến chỗ này thì Sở Nội hơi chiều các con rồi, tách trước cho rồi, đúng không? Bình thường các bài là thầy cô tử là 2 có căn, dưới là 1 phải chia hay tách, đúng không? Đây Sở tách rồi. Căn x cộng 2 thêm vào là xong. Vậy chúng ta chỉ cần thêm một bước. Rồi, chuẩn dạng toán Min-Max-Cauchy, hai số dương đó, đúng không? Vậy con chỉ cần áp dụng Cauchy thôi, đúng không? Với hai số dương là 4 trên căn x cộng 2 và căn x cộng 2, các bạn sẽ có lớn hơn bằng 2. Đúng chưa? Đúng không? Nhân với căn của 4 trên căn x cộng 2 nhân với căn x cộng 2. Nhớ nhá, Cauchy hai số cái trừ 2 vẫn để ngoài. Và cái này thầy sẽ được rút gọn hết này. Căn 4 là 2, vậy là 4 trừ đi 2 bằng 2. Rất nhiều bạn chủ quan quá. Chỗ này phải có dấu bằng xảy ra khi nào, đúng không? Phải có dấu bằng đã chứ. Nhớ nhá, các bạn có thể làm trước hay kết luận cũng được. Đấy, dấu bằng khi A bằng B, có nghĩa là khi 4 trên cái căn x cộng 2 bằng căn x cộng 2. Và các bạn giải ra được là x bằng 0. X bằng 0. Chưa, nhớ thỏa mãn điều kiện nữa. Cái phần này nhỏ thôi, nhưng mà cẩn thận mất điểm đấy. Các bạn xem kỹ này, có ai mất điểm không? Xem mà, comment thầy xem biết có ai mất điểm không nhá. Rồi, kết luận vậy nhá. Vậy giá trị nhỏ nhất, thầy viết rõ ra. Giá trị nhỏ nhất của P là 2 khi x bằng. Vậy câu 1 vẫn là câu trong chuỗi các
câu cơ bản đúng không? Các con phải nắm vững và nhớ thầy này, áp dụng cosi, viết rõ ra chỗ này làm hơi tắt nhá. Và thầy nghĩ cái này các bạn làm được nhưng các bạn hay thiếu chỗ này. Và kết luận được chưa? Và xem và comment xem cho thầy bạn nào bị mất điểm và bạn nào được điểm cho thầy biết. Và thôi, thầy sẽ nhường cô Thanh Lan câu 2. Mời cô Thanh Lan. Xin chào tất cả các bạn. Và thầy Trung vừa cùng chúng mình đã sửa xong bài câu số 1, bài số 1 rồi đúng không ạ? Và bây giờ cô xin phép tiếp vào câu 2 nhé. Bài số 2 là một bài toán yêu cầu là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương, hệ phương trình. Thế thì với bài toán này thì các bạn nhìn thấy nó dài thôi nhưng mà nó rất là dễ các bạn ạ. Nhìn nhiều chữ nhưng mà lại làm cho các bạn, nếu như các bạn nào hoang mang thì hơi bị buồn đúng không? Các bạn cố gắng đọc cho kỹ, gạch chân những cái từ ngữ quan trọng trong bài thi nhé. Thế thì ở đây là quãng đường từ nhà An đến nhà Bình là dài 3 km, đúng không ạ? Một bài toán chuyển động. Một bài toán chuyển động thì liên quan đến chuyển động đúng không ạ? Thì vận tốc, quãng đường và thời gian. Và các điều đặc biệt các bạn chú ý có 45 phút, đúng không nào? Và đơn vị của vận tốc là km/h. Cho nên các bạn lưu ý, nếu như các bạn bỏ qua cái đơn vị mà các bạn quên mất đổi đơn vị là các bạn bị sai. Và bây giờ cô trò mình cùng nhau tiếp tục nhé. Thế thì ở đây là có quãng đường từ nhà An đến nhà Bình là 3 km. Buổi sáng An đi bộ từ nhà An đến nhà Bình, đúng không ạ? Và buổi chiều cùng ngày đấy luôn ạ, An đi xe đạp từ nhà Bình về nhà An với trên cùng một quãng đường như thế. Vâng, quãng đường vẫn là 3 km, đúng không nào? Với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ là 9 km/h. Đề bài yêu cầu là tính vận tốc đi bộ của An. Vâng, biết thời gian đi bộ, đúng không ạ? Buổi sáng, buổi chiều ít hơn thời gian buổi sáng là 45 phút. Vâng, và giả định rằng An đi bộ với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Các bạn ơi, thế thì đối với bài toán này thì có hai cách. Đó là bạn có thể triển khai theo cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Vâng, cô xin phép định hướng theo cách lập phương trình cho nó đơn giản các bạn nhé. Thế thì yếu tố không thay đổi đó là quãng đường, đúng không nào? Quãng đường ở đây vẫn là 3 km. Và thông thường bài toán người ta hỏi cái gì thì nên đặt cái đó là ẩn, đúng không nào? Vâng, thế thì đề bài hỏi là vận tốc đi bộ, đúng không? Vâng, cô xin phép định hướng theo cái vẽ sơ đồ, vẽ biểu đồ nhé. Ở đây là F, V và T, được chưa? Đó. Thế thì ở đây ta sẽ nói là An đi từ đâu ạ? À, đi từ nhà An đến nhà Bình. An đến nhà Bình, đúng không nào? Và đi từ nhà Bình, đúng không ạ? Đến nhà An, đúng không? Quãng đường vẫn không thay đổi, đó là 3 km/h, đúng không ạ? Thế thì ở đây là vận tốc An đi đến nhà Bình là đi bộ, cho nên là cô sẽ đặt là x. Vâng, thế thì điều kiện của x là gì ạ? X lớn hơn x lớn hơn 0 các bạn nhé. Và đơn vị của x đó là km/h, đúng không nào? Thế thì có quãng đường và có vận tốc theo x rồi, đúng không? Thì ta sẽ tính được thời gian đó là 3 phần x, đúng không nhỉ? Quãng đường, vận tốc và thời gian. Tiếp theo là đi từ nhà Bình về nhà An thì quãng đường ở đây vẫn là 3 km. Vâng, thế thì lúc về, đúng không nhỉ? Đi xe gì? Lúc về người đó đi xe đạp với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ là 9 km/h. Vậy từ đó các con sẽ tính được vận tốc đi xe đạp đó là x cộng với 9, đúng không? Vâng, từ có quãng đường, có vận tốc thì ta sẽ tính được tính thời gian về đó là 3 trên x cộng 9, được chưa các bạn? Các bạn luôn trong lời giải các bạn phải nhớ viết diện đơn vị đính kèm, mà không có đơn vị là chúng mình bị trừ điểm rất là phí, đúng không nhỉ? Thế thì đề bài cho gì? Thời gian gì ạ? Thời gian đi gì? Đi xe đạp ít hơn thời gian đi bộ là 45 phút. Từ 45 phút thì chúng mình nhớ cho cô là phải chuyển về thời gian đó là chuyển về giờ. Vì sao? Vì vận tốc của mình đó là đơn vị là km/h, cho nên quãng đường phải để km và thời gian chúng mình phải chuyển về giờ, đúng không? Thế thì ở đây
Cái này là cô chỉ định hướng. Các bạn lưu ý là khi trình bày, chúng mình chỉ nhìn vào cái sơ đồ, cái biểu đồ mà mình đã làm ở trên này, thì chúng mình hoàn thiện lời giải rất là ok, rất là nhẹ nhàng. Và coi như là mình vẽ được như thế này thì chúng mình đã hoàn thành được 80 cho tới 90% khối lượng công việc rồi, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây là gì ạ? Vì, đúng không? Thời gian đi xe đạp ít hơn thời gian đi bộ, đúng không ạ? Đi bộ là 45 phút, đúng không ạ? 45 phút thì bằng 3/4 giờ. Và từ đó ta sẽ có phương trình. Phương trình của ta là gì ạ? Ít hơn, đúng không nhỉ? Ít hơn thì có nghĩa là lấy cái số lớn trừ đi số bé là ra cái phần chênh lệch. Vậy ta sẽ có phương trình là 3/x trừ đi 3/ của x cộng 9 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3/4. Vâng, việc giải cô xin phép nhờ các bạn. Vâng, đối với các em lớp 8 lên lớp 9 thì cô nghĩ rằng là với bài toán này các em giải quyết rất là ok, đúng không nhỉ? Và ở đây nó là nằm về kiến thức, ở đây là gì ạ? Yêu cầu giải phương trình hoặc hệ phương trình, được chưa? Cho nên là cái phần giải toán bằng cách lập phương trình ở chương trình lớp 8, các bạn ở chương trình lớp 8 đầu vào chương trình lớp 9, thì các con cố gắng nhớ là phải học kỹ các dạng toán liên quan, trong đó có những dạng toán liên quan đến đề thi toán chuyển động, vân vân ạ. Được chưa? Và từ đó các bạn sẽ giải được, ta sẽ được là x bằng mấy ạ? X bằng 3. X bằng mấy ạ? Âm 12, đúng không ạ? Cái này là loại, đúng không? Vâng, thế thì ở đây là các bạn nhớ cho cô là điều kiện của nó là x phải lớn hơn 0 và đơn vị là km/h. Nhưng trong quá trình giải thì các con không được phép viết gì ạ? Viết đơn vị đính kèm, mà chỉ viết là thỏa mãn hay không nhé. Bạn lưu ý, sau đó chúng mình nhớ kết luận để được điểm tối đa trong bài, được chưa? Có bạn nào bị sai đáp án bài này không nhỉ? Cô hy vọng là không, đúng không ạ? Vâng, đó là ý số 1 của bài số 2 trong đề thi của mình. Vâng, cô xin phép chuyển sang câu số 2. Đó là một bài liên quan đến hình học không gian, đúng không ạ? Rồi. Vâng, thế thì phần hình học không gian vừa rồi thì cô nghĩ là các bạn cũng học rất là kỹ, tại vì năm trước có đề thi Hà Nội có vào, đúng không ạ? Cho nên là năm nay các bạn phòng thủ rất là cao, đúng không? Và hy vọng là tất cả các học sinh của cô và của cả Toliha đều lấy được trọn vẹn của bài này, và tất cả các học sinh của thành phố Hà Nội. Ok chưa? Một quả bóng bàn có dạng hình cầu. Liên quan đến hình cầu thì các bạn nhớ cho cô là công thức tính diện tích xung quanh và tính diện tích, đúng không ạ? Và tính thể tích của hình cầu. Thế thì ở đây là rất là nhẹ nhàng, một quả bóng bàn có bàn dạng hình cầu có bán kính chưa? Có bán kính rồi. Đó là câu 2. R là bằng bao nhiêu ạ? R là bằng 2 cm này, đúng không nào? Đó, tính diện tích bề mặt quả bóng bàn, đúng không nhỉ? Và lấy pi bằng 3,14. Người ta làm tròn rồi, đúng không? Thế thì ở đây là công thức các bạn quá là nhẹ nhàng. Câu này là rất là ưu ái cho học sinh của mình rồi, đúng không? Thế thì công thức tính diện tích hình cầu ta có gì nhỉ? Ta có S của hình cầu, đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu các bạn? Chắc chắn là phải nhớ rồi, đúng không? Thì rồi thì phải nhớ chứ nhỉ? 4πr. πr bình, đúng không ạ? Chúng mình chỉ việc thay số liệu vào là có kết quả ngay. 4 này, pi chúng mình thay bằng 3,14, đúng không ạ? Và cái này là ta để xấp xỉ nha các bạn nhé. Vâng, R bình là 2 bình là 4. Và chúng mình nhân ra và ta được kết quả là cm vuông. Vâng, đó là nội dung của bài số 2. Khá là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy Trung. Bài 3 trong đề thi của Sở Hà Nội thì có 2,5 điểm. Và chúng ta gồm 2 ý. Ý thứ đầu là giải hệ phương trình. Thì câu này chắc chắn tất cả các con đều làm được. Nhưng chú ý thầy, các hệ phương trình này chúng ta có nhiều cách giải. Có thể đặt ẩn phụ này, có thể giải trực tiếp bằng thế cộng đại số. Nhưng cái quan trọng nhất đó là các con vẫn phải có điều kiện là y-1 khác 0 hay y khác 1. Và khi giải ra được hệ thì nhớ cho thầy
thỏa mãn điều kiện. Và hệ này chúng ta giải ra được x bằng 1 và y bằng 2. Nhớ nhá, kết luận nghiệm của hệ phương trình nhé, không ghi x bằng kết luận dưới dạng nghiệm của hệ, được chưa con? Vậy bài này rất đơn giản, chắc chắn rồi, các bạn không thể sai được đúng không? Thầy nhắc đi nhắc lại trong các buổi giảng off cũng như là các bài giảng online của thầy Lê Hải Trung và tôi hai rồi. Và sang câu 2. Câu 2 này các bạn nhìn nhá. Xét trong cái mặt phẳng tọa độ OXA, xét cái đường thẳng DY bằng MX cộng 4 với M khác 0. Gọi A là giao điểm của đường thẳng D và trục OY. Đây này thầy thấy các bạn, nhiều bạn bảo hơi lạ. Thực sự các con bị sa đà quá nhiều vào việc ôn tương giao giữa parabol và đường thẳng VS đúng không? Nó không ra, nhưng không lạ à, không khó. Có ba đơn giản này. Nó chỉ là gì thôi? Giao điểm của đường thẳng D và trục OY. Trục OY là cho cái gì bằng 0? Đúng không? Cho cái gì? Trục OY là trục thẳng đứng, là cho x bằng 0. Vậy thầy chỉ câu A chỉ đơn giản, thầy chỉ cần thay cái x bằng 0. Thay x bằng 0 thôi vào cái D. Thì thầy suy ra được cái y của mình sẽ bằng 4. Vậy điểm A của mình sẽ là 0,4. Rất đơn giản. Lấy điểm câu này cực dễ. Đúng không? Tiếp câu B. Câu B vẫn dễ các con ạ. Nhìn nhá. Tìm tất cả các giá trị của M để thằng D cắt x tại điểm B sao cho tam giác OAB là tam giác cân. Tam giác cân đúng không? Tìm B trước. Tìm B. Tìm B là gì? Thầy chưa bắn tắt rồi nhá. Cắt OY. Cắt OY là cho cái gì bằng 0? Rồi. Cắt OY là cho x bằng 0. Vậy cắt OX sẽ là cho y bằng 0 đúng không? Vậy thầy sẽ kể thần thay y bằng 0. Y bằng 0 vào D. Thầy sẽ suy ra được 0 này bằng MX cộng 4. Các bạn nhìn này. Nó có điểm B đúng không? Thì cái phương trình phải có nghiệm. Vậy thầy sẽ giải ra được x bằng MX cộng 4 và x bằng trừ 4 trên M. Và đến chỗ này các bạn nhìn, có mẫu thì chúng ta thêm điều kiện M khác không. Được chưa? Đó. Vậy thầy cho sẽ tìm ra được điểm B là trừ 4 trên M chấm phẩy 0. Rồi. Có điểm B rồi thì bây giờ chúng ta xử lý tam giác OAB cân. Các bạn nhìn này, thầy vẽ một cái hình ra. Tam giác OAB cân. Nhưng các bạn chú ý, O là góc tọa độ, OA nằm trên tiêu Y, OB nằm trên tiêu X. Vậy tam giác này cân thì nó sẽ là tam giác vuông cân và nó sẽ cân tại O. Nhớ nha, nó vuông cân thì sẽ cân tại O. Mà để tam giác OAB của mình cân tại O thì cái OA phải bằng OB. Điểm A đây rồi thì suy ra OA là cái đoạn từ đây đến đây đúng không? Là 4. Suy ra OB bằng trừ 4 trên M. Nhiều bạn bảo thầy, đấy thầy ạ, con để OB bằng trừ 4 trên M sai rồi con ạ. Phải có chỉ tuyệt đối. Vì trên hình vẽ là thầy vẽ với OB nó chiều dương, nhưng biết M âm hay dương đâu đúng không? Thì nó có thể làm phía bên này. Và độ dài của một đoạn thẳng phải là số dương. Vậy thầy phải lấy trị đối chỗ này. Nhớ nhá. Rất rất nhiều bạn quên cái trị đối, mất điểm đáng tiếc quá. Phải có trị đối, được chưa? Nhớ các con lớp 8 xem clip này có phải nhớ. Có đoạn thẳng là phải có trị đối, được chưa? Vì đoạn thẳng sẽ không bao giờ nhận ra trị âm. Và đến đây thầy chỉ việc giải là 4 bằng trị tuyệt đối có trừ 4 trên M hay trị đối của M bằng 1. Chúng ta sẽ giải ra được M bằng 1 và M bằng trừ 1. Và nhớ nhá, thỏa mãn điều kiện. Vì mình có cái M khác không mà. Rất nhiều bạn tiếc chỗ M bằng âm 1. Vậy kết luận cho thầy, được chưa? Qua bài này các con lớp 8 phải chú ý, đừng quá sa đà vào những cái dạng mà chú trọng. Con phải ôn hết. Cái bài toán này thực sự không khó, nhưng thầy nhận một số tin của anh chị học khá là con quen rồi. Tại vì con chỉ tập trung vào VS, con chỉ tập trung vào tương giao parabol đường thẳng.
mà quên cái dạng giao điểm hàm mục nhất, cấu trúc chương trình, và chúng ta bám sát những cái gì thầy cô trong cấu chương trình thầy cô dạy, không học trọng tâm được, quá sâu được chưa? Và các bạn xem kỹ này, lại nhường sân khấu, thầy lại nhường sân khấu cho cô Thanh Loan bài hình trên trên đề hình là tổ của cô Thanh Loan rồi. Mời cô Thanh Loan. Vâng, cảm ơn thầy Trung ạ. Bài hình của chúng mình, vâng, đề năm nay cũng không phải là khá khó đúng không ạ? Phân loại ở ý C rất là hay. Vâng, ở câu A và câu B rất là cơ bản rồi đúng không? Cô cho mình cùng nhau đọc lại đề này nhé. Cho tam giác ABC, tam giác này là tam giác nhọn, ok chưa? Đường cao BE, đường cao BE, H và K lần lượt là chân đường vuông góc kể từ điểm E tới các đường thẳng AB và BC. Đề bài đầu đặt ra câu hỏi đầu tiên đó là chứng minh tứ giác BH, EK là tứ giác nội tiếp. Một câu hỏi đọc thường xuyên trong quá trình ôn tập đúng không nào? Và chứng minh tứ giác nội tiếp thì có những cách mà các bạn đã nắm bắt rất là kỹ rồi. Vâng, thế thì ở đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra. Ta đi vẽ hình nhé, các bạn chú ý này. Vẽ hình, ta sẽ có là tam giác ABC, đường cao BE và KH lần lượt là hình chiếu của điểm E trên BC và trên trên AB. Câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là chứng minh tứ giác nào các bạn? Tứ giác BHEK là tứ giác nội tiếp. Câu này là câu ưu ái nhất rồi đúng không ạ? Vâng, thế thì các bạn thấy ngay đó là gì ạ? H và K lần lượt là hình chiếu của ái của điểm E trên cạnh AB và trên cạnh cạnh BC. Thì lúc này ta sẽ được HE vuông góc với AB và EK vuông góc với BC. Có vuông góc theta 90. Vậy ta sẽ có góc EHB bằng 90 độ. Và hoàn toàn tương tự ta có góc BKE là bằng 90 độ. Đúng không ạ? Vâng. Và một điều đặc biệt là đỉnh H và đỉnh K là thuộc hai đỉnh đối nhau của tứ giác BHEK. Đặc biệt hơn đó là tổng hai góc ở vị trí đối nhau này là bằng 180 độ, dẫn tới tứ giác của mình là tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu nhẫn nhận biết, đúng không nào? Câu rất là ưu ái cho các bạn học sinh Hà Nội rồi đúng không? Vâng, đó là câu A, được không ạ? Ta đi vào câu B. Câu B của mình là gì ạ? Câu số 2, đó là chứng minh BH nhân với BA bằng BK nhân với BC, đúng không? Thế thì thực ra mà nói, đối với bài này, câu này cũng là một câu khá là nhẹ, đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy rằng là BE vuông góc với AC tạo ra cho ta hai tam giác vuông, đó là tam giác BEA và tam giác BEC. Thế thì hệ thức lượng trong tam giác vuông sử dụng tối ưu, đúng không ạ? Và thực ra ở chương trình lớp 8, cuối chương trình lớp 8 thì các em chương trình lớp 8 đầu vào chương trình lớp 9, các bạn chứng minh ngon lành luôn, đúng không ạ? Vâng, nếu như chương trình lớp 8 vào lớp 9 thì các em định hướng theo tam giác đồng dạng. Còn đối với các anh chị lớp 9 thì ta sử dụng theo hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Thì các bạn sẽ chứng minh được là BH nhân với BA bằng gì ạ? BH nhân BA, câu số 2. Các con sẽ chứng minh được là gì ạ? BH nhân với BA chính là bằng gì? BE bình, đúng không ạ? BE bình. Cô xin phép là cô sẽ định hướng thôi chứ không phải là trình bày trọn vẹn một bài hình như trong các con đi thi. Các con lưu ý nhé. Tiếp theo là các con sẽ định hướng được là BK nhân với BC chính là bằng BE bình. Với bài toán mà liên quan đến định cái đẳng thức như thế này thì cái đầu tiên các con nghĩ đến đó là tam giác đồng dạng. Tiếp theo đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tiếp theo nữa đó là tính chất phân giác trong, phân giác ngoài. Và tiếp theo nữa đó là định lý Thales. Có những bài toán khó là nó nhào 2, 3, 4 cái đấy lại với nhau đúng không ạ? Rất khó hơn đúng không? Tức là bắt mình phải tư duy, suy luận và tìm ra hướng đi cho bài toán. Hoàn toàn tương tự ta chứng minh được BK nhân với nhân với BC chính là bằng BE BE bình. Tất cả lấy từ hệ thức lượng trong tam giác vuông. Và kết luận chúng mình sẽ chứng minh được là BH nhân với BA chính là bằng BK nhân với BC, và nó là điều cần phải chứng minh. Vâng, cô cho mình đã định hướng đến câu số 2. Vâng, và cuối cùng cô cho mình cùng nhau vào câu số 3. Câu số 3 là gì ạ? Gọi F là chân đường vuông góc kể từ đỉnh C tới cạnh AB. Được chưa? Tới cạnh AB.
Và Y là trung điểm của EF. Y là trung điểm của EF. Và đề bài đặt ra câu hỏi là gì ạ? Chứng minh H, đúng không ạ? H, I, K thẳng hàng. H, I, K thẳng hàng. Được chưa? Điểm Y hơi chạy lung tung tí nhỉ? Không sao, đúng không ạ? Hơi sơ sẩy một chút xíu. Các bạn thông cảm nhé. Thế thì ở đây là chứng minh H, I, K thẳng hàng, đúng không? Thế thì làm thế nào để chứng minh 3 điểm thẳng hàng? Có rất là nhiều cách, đúng không nhỉ? Cùng vuông góc tự qua một điểm, đúng không ạ? Ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng đi qua điểm đó và vuông góc với đường thẳng đã cho. Nếu như ta vẽ hai đường thì hai đường thẳng đó phải trùng nhau. Có rất nhiều cách sử dụng tính đặc biệt của giao điểm hai đường chéo của một tứ giác đặc biệt. Vâng, với bài toán này thì ta định hướng như thế nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Thế thì các bạn ơi, tam giác EHF là tam giác vuông. Đó, tam giác vuông. Vuông tại đâu? À, vuông tại H, đúng không nào? Và điều đặc biệt là điểm Y của mình lại là trung điểm của EF. Đó, trung điểm. Và điều định lý trong tam giác vuông là gì ạ? Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Thì lúc này ta sẽ có tam giác IFH là tam giác cân tại đâu? À, cân tại Y, đúng không ạ? Vâng, lúc này cô sẽ chứng minh được góc FHI bằng với góc HFI. Đúng không ạ? Theo tam giác cân thì hai góc ở đáy là bằng nhau. Nếu bây giờ cô Loan chứng minh được góc FHI, đúng không ạ, bằng với góc FHK thì lúc đấy HIK thẳng hàng. Vì sao thế? Vì trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng HB, đúng không ạ? Thì ta có góc FHI hay góc BHI bằng với góc BHK thì lúc này được khẳng định rằng là tia HI trùng với tia HK và dẫn tới 3 điểm HIK thẳng hàng. Đấy, vấn đề đó là đặt ra chỗ đó. Thế thì bây giờ ta chứng minh bằng cách nào để được góc FHI bằng với góc BHK? Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó các bạn ạ. Các bạn quan sát lại ở câu số mấy nhỉ? À, câu số 2. Các bạn chứng minh được BH nhân với BA bằng với BK nhân với BC. Bạn sẽ chứng minh được tam giác đồng dạng. Tam giác nào các bạn? Đó là tam giác BHK đồng dạng với tam giác BCA, đúng không nào? Thế thì lúc này ta sẽ suy ra được góc BHK, đúng chưa? Bằng với góc ACB. Đó. Thế thì cô xin phép định hướng luôn. Ta đi câu 3. Đúng không ạ? Từ đâu? À, từ BH nhân với BA bằng với BK nhân với BC. Được chưa? Các bạn sẽ chứng minh được tam giác nào nhỉ? À, tam giác BHK, đúng không ạ? Đồng dạng với tam giác nào? À, BHK sẽ là đồng dạng với tam giác BCA theo trường hợp gì? Cạnh góc cạnh, đúng không nhỉ? BCA theo trường hợp cạnh góc cạnh, đúng không? Và từ đó các bạn sẽ suy được là góc nào ạ? À, góc BHK bằng với góc ACB, đúng chưa nào? Hai góc tương ứng, được chưa? Cô xin phép suy ngược nhé. Thế thì khi đó ta chứng minh được góc BHK bằng với góc C rồi, đúng không ạ? Mà BHI lại bằng góc HFI rồi. Thế bây giờ vấn đề của ta là cần phải có góc BHK bằng với góc BHI cơ. Đó. Vậy bây giờ cô trò mình lại cùng nhau tìm hiểu tiếp. Đó là gì ạ? Bây giờ thông qua cái góc F nhỏ, đó là HFI, đúng không nào? HFI. Liệu góc HFI có bằng góc ACB hay không? Đó, các bạn quan sát nhé. Rồi, các bạn để ý cho cô Loan này, tứ giác BFEC có gì đặc biệt? À, có góc BFC bằng với góc BEC cùng bằng bao nhiêu độ ạ? Cùng bằng 90 độ, đúng không nào? Cùng bằng 90 độ, từ vuông góc suy ra 90. Mà hai góc này thuộc hai đỉnh, đỉnh nào? Đỉnh E và đỉnh F liên tiếp, đúng không ạ? Liên tiếp cùng nhìn cạnh BC dưới một góc 90 độ, đúng không? Dĩ nhiên ta sẽ chứng minh được tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp, được chưa? Các bạn sẽ chứng minh tứ giác nào đấy ạ? À, tứ giác BFEC
C nội tiếp, đúng không? Mà tứ giác nội tiếp rồi thì các bạn sẽ chứng minh được góc ACB bằng với góc HFE. Vì sao thế? Vì cùng bù với góc nào đây ạ? À, cùng bù với góc BFE, đúng không nhỉ? Tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Thế thì lúc này cô sẽ suy ra được góc nào? À, góc HFI, đúng không ạ? À? HFI cũng chính là góc HFE. Bằng với góc nào đây? ACB. Vì sao? Nó là cùng bù với góc nào đây ạ? À? Được chưa? Góc BFE các bạn ạ. BFE, đúng không nào? Đó. Các bạn thấy rằng là một ý nữa, đó là bạn phải nêu ra được tam giác HIF là tam giác cân tại đâu? À, cân tại đỉnh. À, đỉnh Y. Các bạn chứng minh giúp cô là tam giác HFI cân tại đâu ạ? À, cân tại Y. Thì lúc này ta sẽ được góc FH gì ạ? FHK, đúng không? FHI chính là FHK bằng với góc HK HFI, đúng không ạ? HFI, đúng không? Vâng, cái này là từ 1, 2, đúng không ạ? Cô xin phép ký 2 trên này nhé. Và 3. Vậy từ 1, 2 và 3, chúng mình suy ra được góc gì ạ? Góc FHI, đúng không ạ? FHI, suy ra FHI bằng với góc nào đây ạ? À, bằng với FHK. Các bạn nhớ cho cô phải lý luận là gì ạ? Vì tia HI và tia HK thuộc cùng một nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng nào ạ? Bờ chứa đường thẳng AB hoặc HB, đúng không? Từ đó suy ra được HI trùng với HK và dẫn tới HIK thẳng hàng, đúng không? Vâng, đề hình không khó, phân loại ở câu C. Các bạn tinh ý một chút, dựa vào tứ giác nội tiếp, dựa vào định lý trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, đúng không ạ? Và một số kiến thức liên quan đến chứng minh ba điểm thẳng, à, thẳng hàng. Vâng, cô kết thúc bài số hình, bài hình đúng không ạ? Ở đây nhé. Và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy Trung. Bài 5 này của Sở Hà Nội này rất hay. Có rất nhiều cách giải của bài này. À, và trong chương trình này, thầy trong buổi livestream này thầy sẽ còn được hai cách đi. Có rất nhiều cách nhá. Nhưng mà cách gì thì cách thì đầu tiên chúng ta phải đặt điều kiện, đó là x phải lớn hơn hoặc bằng 2/3 đã. Đúng không? Và có một cái nhận định mà chắc bạn nào cũng nhận định được là chúng ta sẽ có được cái x bằng 1 là được. Chúng ta định hướng được x bằng 1 là nghiệm đã. Rồi, hướng mà là x bằng 1 thì cách đầu tiên thầy sẽ sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Cách 1, có x bằng 1 có nghĩa là điểm rơi tại 1, đúng không? Thì căn x là căn của 1 bằng 1. Vậy thầy sẽ áp dụng Cauchy, áp dụng bất đẳng thức Cauchy, áp dụng, thầy viết tắt một tí, bất đẳng thức Cauchy. Rồi, bộ đầu tiên là 1 cộng với căn x. 1 cộng với căn x. 1 cộng x đi. Cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn x, được chưa? Tiếp này. 1 cộng với căn của 3x - 2. 1 cộng với 3x - 2 thì cứ viết quen tay. Lớn hơn bằng 2 nhân với căn của 3x - 2. Thế cộng 2 vế vào nhá. Cộng 2 vế vào thì sẽ có 4x lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn x cộng căn của 3x - 2. Rồi. Đây chính là vế trái chia cho 2. Vậy chúng ta có vế trái của mình bé hơn hoặc bằng 2x. Mà vế phải của mình là gì? Vế phải của mình bằng gì đây? Vế phải của mình là x bình cộng 1. Thì cũng lớn hơn được bằng 2x thôi, đúng không? Đây cũng dùng bất đẳng thức Cauchy. Vậy có nghĩa là vế trái bé hơn bằng 2x, bé hơn bằng vế phải. Vậy thầy sẽ có vế trái bằng vế phải khi và chỉ khi vế trái bằng 2x và vế phải cũng phải bằng 2x. Và các bạn sẽ giải ra được x bằng 1, được không?
Cách đầu tiên rất đơn giản, cô Si. Cái mấu chốt của cô Si chỗ này là các bạn tìm được cái điểm rơi là x bằng 1 thì chúng ta sẽ ghép được. Và cách hai là rất nhiều bạn làm. Các bạn tìm ra x bằng 1 rồi, các bạn nhân lên hợp, được chưa? Các bạn thêm bớt vào thành căn x trừ 1 này cộng với và đến đây rất nhiều bạn nhắn này, thầy ơi con làm ra được nghiệm bằng 1 và không làm được tiếp. Không làm tiếp vì sao? Vì các bạn nhân hợp cái biểu thức lập bên trong vẫn còn một nghiệm là 1 nữa. Và bài này nó có nghiệm kép tại căn x bằng 1. Vậy không chỉ là liên hợp một ở x bằng 1 mà chúng ta phải có nhân tử căn x trừ 1 tất cả bình. Vậy đến đây chúng ta bỏ không làm nữa. Và thầy sẽ chữa nhá. Thầy nhận ra là nó có nghiệm kép đúng không? Bây giờ thầy phải đưa hàng thức thôi thì nhân 2 lên. Thầy nhân 2 lên là 2 căn x này cộng với lại 2 nhân căn của 3x trừ 2 này bằng 2x bình cộng 2. Thôi chuyển hết sang vế này đi. 2x bình cộng 2 trừ 2 căn x trừ đi 2 nhân căn của 3x trừ 2 bằng 0. Cái này 2 căn x đúng không? Thêm bớt một tí. X này trừ 2 căn x cộng 1 đúng không? Cái này thêm bớt một tí cộng với 3x trừ 2 này trừ 2 căn của 3x trừ 2 cộng 1. Còn thừa cái gì? 2x bình. Số là bao nhiêu? Cộng 4x là phải bớt đi 4x. Số là còn cộng 2. Và đến đây thầy Trung đã được 3 cái tổng bình phương. Đó là căn x trừ 1 tất cả bình cộng với căn của 3x trừ 2 trừ 1 tất cả bình cộng với 2 nhân x trừ 1 tất cả bình. Cho từng biểu thức 1 bằng 0 chúng ta sẽ giải ra được x bằng 1. Đó. Nhớ cái lệnh thỏa mãn điều kiện nhá. Vậy câu 5 của đề sở hội cũng rất vui đúng không? Rất hay. Các bạn tư duy được thì đều làm được. Còn nhiều bạn đến chỗ này được một nghiệm là 1, không biết có điểm hay không thì đợi đáp án chính thức của sở sẽ rõ. Rồi. Và nghỉ trưa chuẩn bị kỳ thi tiếp theo của các bạn, thi xong rồi chúng ta tận hưởng nghỉ hè. Thầy và cô Thanh Loan chúc các con được kết quả cao trong kỳ thi vào 10 và đỗ trường mình mong muốn. Chào con, hẹn lại các con trong chuỗi bài giảng của thầy Lê Trung, cô Thanh Loan và tập thể giáo viên tôi Hà Chiếu Men. Thân chào, hẹn gặp lại.